Đoạn clip ghi lại tình huống tai nạn nguy hiểm xảy ra trên đường phố Hà Nội khiến cho nhiều người chú ý. Tình huống hy hữu khiến cho người xem đi từ thoát tim cho đến thở vào nhẹ nhõm. Theo hình ảnh clip, người đàn ông mặc áo trắng điều khiển xe máy xảy ra gia chạm với một xe máy khác đi cùng chiều nên bị ngã văng ra giữa đường. Đúng lúc đó, xe khách lập tức phanh gấp bẻ lái nhanh để tránh đâm thẳng vào người đi xe máy. Cú phanh cháy lớp và đánh lái giữa đường trơn khiến chiếc xe trượt xuyên dòng. Thậm chí, nó còn nghiêng hẳn sang một bên như sắp bị lật, chắn ngang giữa đường, gầm đuôi xe khách quẹt vào người đi xe máy gặp nạn. Do tình huống quá bất ngờ mà ngay chính chiếc xe tải đi phía sau cũng không xử lý kịp. Hậu quả là đâm thẳng vào xe khách đang quay ngang giữa đường. Xe khách còn vô tình gia chạm với giải phân khách, khiến nó bật ngược ra sau, suýt đè trúng người bị tai nạn đang nằm dưới đường.